Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Hòa được biết là anh chị và các bạn đang rất quan tâm tới cái quỹ ETF VN30. Trong thời gian vừa qua thì cái video mà Hòa chia sẻ cái này được rất nhiều người xem ạ. Và Hòa biết rằng là rất nhiều anh chị và các bạn đang có một cái kế hoạch để tích lũy cái quỹ này rồi. Tuy nhiên thì Hòa sẽ mô phỏng cho anh chị và các bạn dễ hình dung hơn về cái kết quả mà mình dự kiến sẽ đạt được trong tương lai. Và để anh chị có một cái nhìn, cái view tổng thể nhất trong cái việc là tích lũy cái quỹ này sau 5 năm, anh chị các bạn nhé. Hòa sẽ mô phỏng là cái cách thức mà anh chị sẽ tích lũy là hàng tháng này. Đấy, tháng 1 này, tháng 2 này, tháng 3 này, ... Và số lượng là 100 nhé. Đó, 100 này, 100 này. Giá mà mình sẽ tích lũy sẽ là theo giá MP nhá. MP nhá. Đấy, cứ đặt lệnh giá thị trường thôi, tích lũy. Thì sau 5 năm mình sẽ có được bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Mình bán hết đi, mình sẽ được bao nhiêu tiền? Dự kiến thôi, chứ tất nhiên là nó sẽ không chính xác. Công thức Excel thì nó cũng phụ thuộc vào thị trường mà. Mình cũng không chắc chắn được điều đó. Nhưng mà ít nhất mình có một cái ước lượng. Đó, làm sao để giảm tối thiểu cái zoom sai mà không chính xác, tối thiểu nhất, để mình có một cái hình dung là mục tiêu của mình là 5 năm tới thì mình sẽ đạt được kết quả như thế nào. Xin mời anh chị và các bạn hãy xem video chi tiết Hòa minh họa những cái kết quả ở trong quá khứ và tương lai, kế hoạch mình sẽ thực hiện sau 5 năm như thế này để được kết quả như thế nào, anh chị các bạn nhé. Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Bây giờ Hòa sẽ chia sẻ cho anh chị hai phần. Phần thứ nhất đó chính là Hòa thống kê lại cái lịch sử mình tích lũy trong quá khứ cho anh chị các bạn xem. Trong 78 tháng là khoảng 6,5 năm kể từ ngày quỹ VN30 thành lập. Và Hòa xây dựng một cái kế hoạch 5 năm kể từ tháng 4 năm 2021. Sau 5 năm thì chúng ta sẽ có được một khoản tiền bao nhiêu anh chị các bạn nhé. Nào, hãy bắt đầu vào cái phần đầu tiên và chia sẻ về cái thống kê nhá, lịch sử tích lũy. Hòa sẽ lấy cái dữ liệu ở trên Vietstock, đó là cái giá khớp lệnh này. Anh chị các bạn nhìn cái giá khớp lệnh đợt 3 nhá. Để anh chị thấy rằng là cái giá nào mình sẽ lấy, mình sẽ cho sang bên này để mình tính toán. Thế thì cái ngày mình đầu tư là ngày 6 tháng 10 năm 2014 và số lượng là 100 chứng chỉ quỹ. Cách thức mà mình tích lũy như thế này. Đó. Thì cái ngày mùng 6 ấy mà nó rơi vào cái ngày thứ bảy chủ nhật hay ngày nghỉ lễ thì mình sẽ đầu tư vào cái ngày tiếp theo. Đó. Thì cái giá khớp lệnh thì Hòa ghép nó vào đây. Đấy, anh chị nhìn thấy không? Thì anh chị và các bạn có thể thấy là Hòa đã tính ra được luôn là cái số tiền đầu tư hàng tháng này. Đấy, Hòa cứ lấy cái giá nhân với số lượng thì ra số tiền thôi. Đúng không ạ? Sau đó thì Hòa sẽ tính đến ngày 29 tháng 3 năm 2021 là cái ngày mà Hòa làm cái video. Đó thì nó sẽ giá là 19.890 đồng. Và cái lợi nhuận thì Hòa tính được đây. Anh chị các bạn nhìn rất đơn giản là lấy cái giá trị cổ phiếu tại cái ngày 29 tháng 3 trừ đi cái số tiền đầu tư thì sẽ là cái lợi nhuận. Đúng không ạ? Thế thì tổng hợp lại thì Hòa được cái gì sau 6,5 năm hoặc là 78 tháng tích lũy? Đó chính là 100.456.000 đồng vốn gốc và 54.686.000 đồng lợi nhuận, và tổng số tiền Hòa có được chính là 155.142.000 đồng. Đó, nó rất là cụ thể đúng không ạ, sau 6,5 năm tích lũy. Đó, đây là trong quá khứ thôi. Và cái dữ liệu này thì Hòa sẽ tính được cái lãi suất bình quân là 1.15%, là cái cơ sở rất quan trọng để Hòa xây dựng cái kế hoạch cho 5 năm tiếp theo đấy ạ. Bây giờ bắt đầu Hòa sẽ tiếp tục chia sẻ với anh chị cái kế hoạch tích lũy cho 5 năm tiếp theo. Và đây cũng là cách để giúp anh chị dễ hình dung hơn cái cách thức mà mình xây dựng cái kế hoạch để anh chị và các bạn tích lũy quỹ ETF VN30 anh chị các bạn nhé. Số lượng chứng chỉ quỹ là 100, giá mua thì mua theo giá thị trường và anh chị sẽ đặt cái lệnh MP luôn ạ. Ngày đầu tư là ngày 6 hàng tháng. Cái ngày này thì anh chị có thể tùy điều chỉnh theo cái ngày mà anh chị thấy phù hợp. Giả dụ như ngày mình nhận lương hay nhận thu nhập đó, hoặc sau ngày đó. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào, đúng không ạ? Đây ạ, Hòa làm lên một cái kế hoạch, cái cột rất là rõ ràng như thế này. Số lượng đây và cái cách thức mình tính kế hoạch thì bây giờ mình phải ước lượng cái giá, đúng không ạ? Ước lượng cái giá mình dự định mua.
thì cái giá mình dự định mua ấy, thì Hòa sẽ dự tính nó như thế này. Tức là Hòa sẽ lấy cái giá của tháng trước nhân với cả 1.15%. Đấy, nó tăng trưởng là 1.15% như cái tăng trưởng bình quân này. Thực ra là cái giá này nó có thể lên hoặc nó có thể xuống, đúng không ạ? Nó không thể là chặn là tháng nào cũng tăng như thế được. Đó. Tuy nhiên thì mình cũng chẳng có căn cứ nào trong tương lai là mình biết nó lên xuống như nào. Thì mình lấy một cái cơ bản để mà dự kiến là nó cứ tăng trưởng đều đi, xem thì chúng ta sẽ đầu tư như thế nào, đúng không ạ? Hiệu quả của chúng ta sẽ ra sao? Thế thì số tiền đầu tư của chúng ta sẽ là cái cột này. Và Hòa dự tính là ngày 6 tháng 3 năm 2026 là mình sẽ bán đi ạ, là 65 năm đấy ạ, với cái giá là gì? 39.050 đồng. Đây ạ, đấy chính là cái giá cuối cùng đấy ạ. Thế thì Hòa sẽ có được là cái lợi nhuận đầu tư đấy ạ là 63.786.032 đồng. Và cái số tiền gốc mà Hòa đã tích lũy đầu tư là 170.514.553 đồng. Vậy thì sau 5 năm Hòa tích lũy, Hòa sẽ có được tổng số tiền là 234.300.585 đồng. Đấy là số tiền mà Hòa đã tích lũy sau 5 năm, đấy là kế hoạch. Và có lẽ thì nó cũng sẽ sát đây anh chị ạ. Đó, vì cái lãi suất bình quân đây Hòa tính nó chỉ là 1.142% thôi. À, thì bình quân trên thị trường nó khoảng độ trên 12% ở quỹ ETF, như vậy là cũng khá là sẵn thực tế rồi. Đó. À, anh chị có thể là view đúng không ạ? À, hình dung rất là dễ dàng về cái cách thức mà mình lập kế hoạch đấy ạ, mình xây dựng kế hoạch để mình tích lũy quỹ và kết quả mình dự kiến đạt được, số tiền mình dự kiến đạt được trong tương lai là như thế nào. À, nếu mà anh chị tích lũy với cái số tiền lớn hơn thì sao, đúng không ạ? Ví dụ như anh chị các bạn tích lũy 200 chứng chỉ quỹ đi, thì anh chị sẽ có số tiền là 468.601.170 đồng, đúng không ạ? Nếu mà anh chị tích lũy là 400 đi ạ, thì anh chị sẽ có 937.202.340 đồng, đúng không ạ? Gần 1 tỷ đấy ạ, sau 5 năm cứ tích lũy 400 chứng chỉ quỹ liên tục hàng tháng, đúng không ạ? Như vậy là Hòa vừa chia sẻ cho anh chị và các bạn rất là chi tiết về cách thức mà thực hiện xây dựng kế hoạch để tích lũy quỹ. Và điều đó minh chứng được là sau 5 năm thì anh chị sẽ có được bao nhiêu tiền. Anh chị có thể nhìn thấy được mình sẽ chuẩn bị cho mình một cái kế hoạch để mình đầu tư vào cái chứng chỉ quỹ này anh chị các bạn nhé. Hòa rất cảm ơn anh chị và các bạn đã xem hết cái video này. Và nếu anh chị thấy video này hay và cần thiết đối với những người thân bạn bè của mình thì hãy like thôi. Thì YouTube họ sẽ chia sẻ cái thuật toán này để giúp cho rất nhiều người biết được cái video này. Và hãy đăng ký kênh, ấn được nút chuông để không bỏ lỡ các cái video mới nhất mà Hòa sẽ chia sẻ về quỹ đầu tư, về cổ phiếu, về trái phiếu, về rất rất nhiều các tài sản khác, và hướng dẫn anh chị lập một kế hoạch tài chính cá nhân, thực hiện các mục tiêu của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở các video sắp tới anh chị nha.